chỉ có 5 dạng. Mà dầu cho 5 dạng đó cũng phải có chí khôn. 5 dạng mà kỵ với kiệt á, là dạng thứ nhất là cầm mã tấu chạy vòng vòng ngoài đường, không có hiểu mấy cái này. Dạng thứ hai là những con chiên thuần tí. Và dạng thứ ba là những Phật tử mà bị mấy ông thầy quốc danh nhồi sọ đó, nổi mà tu cà gù cà gật chỉ có bi không mà chí dũng không có, ghế ba chân ngồi cứ té lịch bịch. Dạng đó khó độ lắm. Dạng thứ tư là những anh mắt kiến cận dày, nhất là dùng này là trời, mắt kiến cận dày quá trời, bằng tiến sĩ, bằng kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ rồi đó, nghĩa là đám sĩ đó, hết sĩ này tới sĩ nọ. Mình không phải nói hết nha quý vị, thì những người học giỏi á, họ có tiền á, họ không bao giờ tin tâm linh. Mã tấu, kiến cận, con chiên, Phật tử. Còn dạng cuối cùng là cái dạng gọi là chức quyền và giàu có, là mấy đảng, là năm đó là mấy người bển đang nắm chức quyền và nay đang nắm vận mệnh sanh sát của nước Việt. Thì năm dạng này xin lỗi kiệt độn có được, nhưng mà sở thú á, kỳ này cha làm rất là lớn, tại vì địa ngục đóng cửa, vô địa ngục cũng như là vô tù thả ra không được, kỳ này cho vô sở thú ở trong đó đó, ngược nhau chạy cho đã đi, rồi bao nhiêu tỷ năm á, đợi cho cái thời Chúa mà tái lâm lại rồi đó, trở lại cái thời mà gọi là cái tập khí của họ mà hạp với cái thời hung dữ và ngoan cố kiên cường đó, họ chở ra. Thì sở thú cũng đang làm xong rồi, còn mấy thầy với mấy Phật tử kỳ này đi với cầu cũng nhiều, tại vì thầy đi mình thầy cũng hơi buồn, cho nên rủ Phật tử đi kỳ này cũng đông lắm.